Rất vui được gặp lại quý vị và các đồng chí. Chương trình An ninh trật tự Bà Rịa Vũng Tàu tuần này gồm có một số nội dung chính như sau. Lễ phong cấp bậc hàm cho chiến sĩ nghĩa vụ. Bắt hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Phóng sự bảo đảm an ninh trật tự ở một địa bàn ven biển. Thưa quý vị, trong tuần qua, tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an tỉnh, tổ chức lễ trao quyết định phong cấp bậc hàm cho chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2021. Đây là những công dân trúng tuyển thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2021 trong lực lượng Công an tỉnh. Tại buổi lễ, 176 chiến sĩ mới đã được phong cấp bậc hàm binh nhì. Cùng ngày, Công an tỉnh đã tổ chức bàn giao 176 tân binh cho Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam Bộ để huấn luyện trong thời gian 3 tháng. Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, các chiến sĩ mới sẽ được phân công thực hiện nghĩa vụ công dân có thời hạn tại công an các đơn vị địa phương trong Công an tỉnh. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 3, Công an thành phố Bà Rịa đã mời làm việc và xử phạt nguội với một thiếu niên 15 tuổi trú tại xã Long Phước, thành phố Bà Rịa do có hành vi nằm ngửa lên yên, điều khiển mô tô lạng lách, đánh võng, sau đó đăng lên mạng xã hội Facebook. Trước đó, Công an thành phố Bà Rịa nhận được tin báo của người dân về việc một tài khoản Facebook có đăng tải một đoạn clip. Trong đó, có hai đối tượng chở nhau bằng xe mô tô chạy trên đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa. Hình ảnh trong đoạn clip trên thể hiện hai đối tượng nằm ngửa trên yên xe, điều khiển lạng lách, đánh võng trên một quãng đường hơn 100m. Tại cơ quan công an, MP đã thừa nhận mình chính là người chạy xe lạng lách đánh võng trong đoạn clip nói trên và cho biết sự việc xảy ra vào lúc 2 giờ ngày 6 tháng 3. Cùng ngày, MK, 15 tuổi, là người ngồi sau xe trong đoạn clip cũng đến làm việc. Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bà Rịa đã lập biên bản xử phạt hình thức cảnh cáo đối với hai em do có các lỗi dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, nằm trên yên xe điều khiển xe, chạy lạng lách trên đường bộ trong đô thị, tự ý thay đổi hình dáng, kích thước xe, không có gương chiếu hậu. Cơ quan chức năng cũng ra quyết định xử phạt đối với mẹ của B do có lỗi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông, quy định tại khoản 1, điều 58 của luật giao thông đường bộ, đồng thời tạm giữ phương tiện 7 ngày, buộc khôi phục nguyên trạng xe để đảm bảo an toàn kỹ thuật. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy hoạt động liên tỉnh, bắt giữ hai đối tượng liên quan gồm Nguyễn Đức, 32 tuổi, trú tại Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Thành Nam, 37 tuổi, quê Sóc Trăng, hiện đang sống lang thang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Chiều ngày 9 tháng 3, tại địa bàn phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện bắt quả tang Đức và Nam đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 600 gram ma túy tổng hợp và 180 viên thuốc lắc. Theo lời khai của đối tượng Đức, số ma túy trên được y mua tại thành phố Hồ Chí Minh, rồi thuê xe taxi cùng Nam vận chuyển số hàng này đến địa bàn thành phố Bà Rịa để bán. Nếu thực hiện trót lọt vụ việc, Nam sẽ được Đức trả tiền công 5 triệu đồng. Nguyễn Đức đã có tiền án 11 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đồng phạm của Đức trong vụ án này cũng từng có tiền án 12 năm tù tội giết người. Cả hai đối tượng đều nghiện ma túy, vừa hoàn thành thời hạn cai nghiện bắt buộc cuối năm 2020. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, Công an thành phố Vũng Tàu vừa ban hành kế hoạch tăng cường lực lượng, phương tiện, thời gian, tổ chức làm thủ tục căn cước công dân gắn chip cho quần chúng nhân dân. Thời gian thực hiện từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. Thời gian từ 7 giờ đến 22 giờ các ngày trong tuần. Địa điểm số 6A, đường Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Vũng Tàu. Đối tượng, người từ đủ 14 tuổi trở lên. Người đang sử dụng chứng minh nhân dân 9 số. Người đang sử dụng chứng minh nhân dân 12 số. Căn cước công dân 12 số mã vạch hết hạn sử dụng, hỏng hóc, không còn giá trị sử dụng. Người có nhu cầu cấp căn cước công dân gắn chip. Công an thành phố Vũng Tàu thông báo cho quần chúng biết để liên hệ thực hiện.
Thưa quý vị, là một xã ven biển, đa số người dân sinh sống bằng nghề khai thác thủy sản và có điều kiện kinh tế phát triển ổn định trong nhiều năm. Xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền được biết đến là một trong những địa phương có thu nhập bình quân đầu người ở mức cao trong cả nước. Đó là điều kiện tốt cho đời sống của người dân, song cũng là áp lực không nhỏ đối với lực lượng công an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Phóng sự sau đây phản ánh một phần nhiệm vụ nặng nề này của lực lượng công an xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 6 tháng 1, được quần chúng nhân dân thông tin về một nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập trước cổng trường tiểu học Võ Văn Kiệt, ấp Phước Thắng, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền. Công an xã Phước Tỉnh đã tổ chức lực lượng phối hợp với ban ấp Phước Thắng đến địa bàn xác minh. Khi thấy lực lượng công an, nhóm thanh thiếu niên lên xe máy bỏ chạy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một số hung khí gồm mã tấu, dao phóng heo, ba chĩa, tiếp sắt. Xác minh hình ảnh qua camera an ninh trong khu vực này, lực lượng công an đã mời 9 đối tượng có liên quan đến làm việc. Tại cơ quan công an, nhóm thiếu niên có độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi khai nhận. Vào thời điểm trên, bọn chúng đang chuẩn bị đi tìm một nhóm khác để giải quyết mâu thuẫn. Việc phát hiện ngăn chặn kịp thời hoạt động manh động của nhóm thanh thiếu niên có mang theo nhiều hung khí đã góp phần ngăn chặn những hậu quả khó lường. Đây cũng là một trong những kết quả đáng ghi nhận từ phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm tại xã Phước Tỉnh trong thời gian qua. Là một xã vùng biển, nằm về hướng Tây Nam của huyện Long Điền, xã Phước Tỉnh có trên 6.000 hộ với 31.000 nhân khẩu, chủ yếu sống bằng nghề biển. Trên địa bàn xã tập trung nhiều phương tiện trong và ngoài tỉnh chuyên khai thác thủy sản. Điều này đặt ra những khó khăn nhất định cho lực lượng công an cơ sở trong công tác quản lý dân cư, đặc biệt là các ghe, tàu ra vào cảng. Phước Tỉnh là một trong những đơn vị hoàn thành sớm đề án đưa công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã trong năm 2020. Với chức năng nhiệm vụ được giao, công an xã đã triển khai các kế hoạch công tác với những biện pháp nghiệp vụ nhằm nắm chắc tình hình địa bàn, đánh giá và đưa ra những giải pháp phù hợp kịp thời, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nghị quyết kế hoạch đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Trong năm 2020, lực lượng công an đã phát hiện xử lý 27 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, phát hiện 80 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, đưa vào quản lý theo Nghị định 111 trên 30 đối tượng, lập hồ sơ đưa đi cơ sở chữa bệnh bắt buộc 24 đối tượng. Công an xã đã tăng cường công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự, nắm hộ, nắm người tại các nhà trọ, cơ sở kinh doanh lưu trú. Phối hợp với lực lượng biên phòng, công an huyện, kiểm tra hành chính, tuyên truyền và vận động ký cam kết đảm bảo phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ cho chủ phương tiện và thuyền viên, ghe tàu, neo đậu tại các cảng. Ra soát củng cố, bổ sung tài liệu, hồ sơ đối tượng thuộc diện quản lý. Qua đó, đã phát hiện xử lý nhiều vụ việc phức tạp phát sinh từ cơ sở. Một trong những vụ việc điển hình như vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 4 tháng 2, qua kiểm tra hành chính tại nhà đối tượng quản lý theo Nghị định 111, công an xã Phước Tỉnh đã bắt quả tang Nhan Thanh Long, 32 tuổi, trú tại ấp Phước Hưng, đang tàng trữ 17 bệ pháo hoa nổ, mỗi bệ có 100 viên. Mở rộng xác minh điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ xử lý Long và một đối tượng khác về hành vi tàng trữ trái phép hàng cấm là pháo nổ. Để phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương, lực lượng công an cơ sở đã xây dựng các chương trình, kế hoạch phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an ninh trật tự. Trong năm, lực lượng công an xã đã tổ chức một lượt tuyên truyền cho các trường học, hộ kinh doanh, 10 lượt cho 9 khu dân cư và 2.500 lượt người dân tham dự. Qua đó, giúp người dân nắm bắt rõ hơn tình hình hoạt động của các loại đối tượng hình sự, tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản và tệ nạn ma túy, nâng cao nhận thức về phòng ngừa, đấu tranh và tố giác các loại tội phạm. Thông qua chương trình trưởng công an xã có thông báo đúng giúp đến trường người dân thu thập được, hiểu về để về
phòng chống tội phạm, rồi nói cho các con cháu hiểu để mà sau này đừng có làm những việc đó là phi pháp hoặc là hút sách hoặc là người như là trộm cắp, giữ tài sản. Công an xã cũng đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nhiều mô hình vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, như vận động người dân đóng góp lắp đặt hệ thống camera tại các tổ dân cư, kiện toàn lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, góp phần hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Trong công tác phối kết hợp với lại ban ấp, ban ngành đoàn thể cùng các cái tổ dân cư, khu dân cư đã có cái mô hình camera. Thì từ ngày cắt đặt camera đến nay thì tệ nạn của xã hội là nó giảm bớt hẳn. Khu dân cư cũng còn nhiều các cái câu lạc bộ, như câu lạc bộ là phòng chống tội phạm của phụ nữ, câu lạc bộ của bên thanh niên, tức là thanh niên không có tội phạm. Đồng chí phối kết hợp rất tốt về vấn đề làm an ninh trật tự. Giữa công tác mặt trận phối kết hợp cùng với những điểm nóng nào thì bên công an lắm mắt và sẽ là tuyên truyền trực tiếp và có thể là vận động cùng với lại cái khu dân cư đó, để cái tổ dân cư đó và hộ gia đình đó liên tục giám sát, và để có những các cái biểu hiện nào quá phức tạp ở khu dân cư thì báo các cái thông tin. Nếu việc nhỏ thì công tác mặt trận và ban ngành đoàn thể và tổ hòa giải xuống giải quyết ngay ở khu dân cư. Còn ngoài ra các cái vụ việc lớn thì không giải quyết được thì sẽ báo về trên và có trên có cái hướng xử lý. Với sự nỗ lực của các bộ chiến sĩ công an xã và sự phối hợp tích cực của các ban ngành đoàn thể ở cơ sở, tình hình an ninh trật tự được giữ vững ổn định, củng cố thêm niềm tin của chính quyền và người dân địa phương. Trong năm, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an xã 141 tin tố giác, tin báo về tội phạm. Trong đó có 137 tin có giá trị liên quan đến tình hình an ninh trật tự, giúp cho lực lượng công an xã xử lý 10 vụ phạm pháp hình sự, bắt 5 vụ tàng trữ ma túy, xử lý 80 đối tượng sử dụng ma túy và xử lý 34 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội khác. Trên cơ sở hoạt động của lực lượng công an xã, trong đó có sự góp phần rất lớn của công an chính quy, phụ trách địa bàn, thì cái địa phương xã Phú Tỉnh nó có chuyển biến rất là tích cực về cái an ninh trật tự. Các cái vụ án phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội nó giảm rõ rệt, và là các cái phong trào khác an ninh trật tự trên địa bàn đó là được có là đẩy mạnh và nhân rộng trên địa bàn. Trong nhiều năm qua, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền luôn được biết đến là một xã có thu nhập bình quân đầu người ở mức cao. Điều kiện kinh tế xã hội phát triển cũng đồng thời kéo theo những hệ lụy tất yếu về tình hình an ninh trật tự. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của chính quyền và lực lượng công an địa phương, cùng sự đóng góp tích cực của các ban ngành đoàn thể, tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững ổn định, tạo điều kiện để nhân dân địa phương an tâm lao động sản xuất, xây dựng kinh tế gia đình nói riêng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói chung. Chương trình An ninh trật tự Bà Rịa Vũng Tàu tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi một điểm tin tình hình an toàn giao thông. Thưa quý vị, tình trạng xe tự chế bán hàng rong trên địa bàn thành phố Vũng Tàu làm mất mỹ quan đô thị, gây cản trở giao thông là một vấn đề không mới nhưng cũng chưa bao giờ cũ. Cứ sau mỗi đợt ra quân chấn chỉnh, chỉ sau một thời gian ngắn, vi phạm này lại tái diễn. Với quyết tâm giải quyết tình trạng này, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu và Công an thành phố Vũng Tàu nhằm lập lại mỹ quan đô thị, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trong tuần qua, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Vũng Tàu đã ra quân xử lý các phương tiện bán hàng rong tại khu vực chợ Tự Phát, khu vực vòng xoay giao lộ đường Nguyễn Hữu Cảnh và đường 2 tháng 9 thuộc phường 10, một trong những địa điểm họp tự phát gây mất trật tự an toàn giao thông nhất trên địa bàn thành phố. Tại khu vực này, tình trạng buôn bán hàng rong gây mất mỹ quan đô thị nghiêm trọng. Các loại xe chở rau, củ quả, các quầy hàng bằng gỗ tạm bợ bày bán các loại thực phẩm như thịt, cá, tràn lan, lấn chiếm vỉa hè và một phần đường gần vòng xoay, gây nên cảnh bát nháo, ồn ào trên đoạn đường này. Vào giờ tan tầm, lượng xe lưu thông qua đây rất lớn, tình trạng xe bán hàng lấn chiếm lòng lề đường, gây nên hiện tượng ùn ứ, kẹt xe,
gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự và cảnh sát cơ động phối hợp với lực lượng trật tự đô thị đã lập biên bản xử lý, thu giữ 5 trường hợp là các xe bán hàng rong, xe kéo tự chế không có giấy tờ, lấn chiếm lòng đường, thu giữ một số quầy, sạp, bàn ghế, tủ đựng hàng để lấn chiếm vỉa hè, đồng thời triển khai lực lượng điều tiết và kiểm soát giao thông tại khu vực này. Trong thời gian tới đây, lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện các biện pháp xử lý mạnh tay đối với tình trạng buôn bán, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, lập lại mỹ quan đô thị trên địa bàn. Tiếp theo chương trình là điểm tình hình tai nạn giao thông và công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tuần qua. Trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người, bị thương 2 người. So với tuần trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 7 vụ, số người chết giảm 1 người, số người bị thương giảm 7 người. Các nguyên nhân xảy ra tai nạn: do đi ngược chiều đường, không làm chủ tốc độ tay lái, không chú ý quan sát. Ngoài ra, còn một vụ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm trật tự an toàn giao thông 967 trường hợp, ra quyết định xử phạt hành chính 674 trường hợp, với tổng số tiền phạt 800 triệu đồng. Một điểm tin tình hình an toàn giao thông tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.